vào đà tăng tốc, thực hiện các chương trình hành động mang tính đột phá nhằm cụ thể hóa các mục tiêu và khát vọng nâng tầm, gia nhập nhóm các địa phương phát triển dẫn đầu khu vực miền Trung. Chiều ngày 27 tháng 6, đại diện Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết biến thể phụ BA.5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam, có thể lấn át biến thể phụ cũ BA.2 đang chiếm ưu thế ở nước ta. Cũng theo Bộ Y tế, các nghiên cứu trên thế giới đã ghi nhận hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm cơ bản vaccine phòng COVID-19 giảm dần theo thời gian trong vòng 6 tháng. Đối với biến chủng Omicron, hiệu quả bảo vệ giảm rất nhanh do nồng độ kháng thể cần thiết để trung hòa virus ở mức cao hơn do với các biến chủng virus SARS-CoV-2 trước đây. Vì vậy, nguy cơ dịch quay trở lại Việt Nam là hoàn toàn có thể. Người dân sẽ phải đối mặt nguy cơ lây nhiễm các biến chủng COVID-19 mới nếu từ chối các mũi tiêm nhắc lại, mũi tiêm bổ sung vaccine COVID-19.